Các bạn, bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu về cái dòng máy đo quang năng ha. Máy đo quang năng thì ở đây trên tay tôi thì có một cái thiết bị có thể giúp chúng ta logger và kiểm tra đánh giá quang năng. Bây giờ chúng ta sẽ xem nó hoạt động thế nào ha. Thì chúng ta bấm khởi động thì thiết bị nó sẽ tự động đánh giá. Thứ nhất chúng ta thấy là cái giá trị quang năng, thứ hai là cái giá trị về góc nghiêng, và nó có luôn cả cái tọa độ ha. Thiết bị rất là thuận tiện cho anh em khi mà chúng ta muốn kiểm tra cái quang năng ở bất kỳ cái vị trí nào, là chúng ta thay đổi góc nghiêng thì cái giá trị góc nghiêng nó sẽ thay đổi đó. Thì trong việc đánh giá các cái hệ số hiện nay như hệ số là performance ratio, tức là hệ số PA đó, thì người ta sẽ sử dụng những cái máy đo này rất là nhiều. Nó sẽ có chức năng cả logger luôn ha. Chúng ta có thể lưu giá trị đồng thời góc nghiêng, quang năng trong khoảng thời gian dài, thì chúng ta sử dụng cái chức năng là logger. Đây, nó rất là tiện cho anh em đi hiện trường.